Suville được chuẩn đô la và hạ hầu thương yêu, nhưng không thích xuất hiện trước ống kính và thích được gọi là Henry. Suville bây giờ bắt phải gọi là Henry. Henry hoàn toàn không thích xuất hiện trước ống kính. Đừng có ai đụng tới Suville thôi. Đối xử tốt là chị cảm ơn hết. Bye bye. Subel vốn là một trong những hot kid được săn đón khi có ba là doanh nhân phố núi và mẹ là nữ hoàng giải trí. Chính vì thế mà cậu bé từ nhỏ đã nhận được rất nhiều đãi ngộ, cũng như tình yêu lớn từ cả bố và mẹ. Dù không còn bên nhau nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn cùng nhau nuôi dạy con. Cường Đô La dù bận bịu hay không vẫn tự mình chuẩn bị sinh nhật mang đến cho con trai. Anh còn hát chúc mừng sinh nhật cho con trai. Tuy nhiên, thái độ của Subel có nhiều người cảm thấy rằng bé hơi buồn và chắc là tủi thân vì không được đón sinh nhật cùng cả bố và mẹ. Nhưng có khán giả cũng đùa rằng có thể do bước vào tuổi dậy thì các bé sẽ mắc cỡ và có giai đoạn trầm tính như thế mà thôi. Bởi vì sau khi chúc mừng sinh nhật con trai và tặng bánh xong, Cường Đô La còn hôn lên trán con đầy yêu thương. Hồ Ngọc Hà cũng có đoạn chia sẻ rằng Subel bây giờ thích được gọi là Henry vì đó là tên trên lớp và không thích xuất hiện trước ống kính hoặc không thích ai chụp hình mình. Chính vì vậy, để tôn trọng con, Hà Hồ để ý hơn việc cho con xuất hiện riêng hoặc một cách khác để bé có thể thoải mái hơn. Nhưng vì mọi người đã biết mặt Henry, dù xuất hiện như thế nào cũng gây chú ý. Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ rằng, với những ai có con ở tuổi này, đều hiểu rằng các bé sống khép kín và thích ở trong thế giới của riêng mình. Bên dưới những chia sẻ cũng như các hình ảnh về Subel hiện tại đều nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tôi 30 mấy tuổi mà mẹ úp hình vẫn không thích, nên bé không thích là đúng rồi. Nhìn Subel dạo này có buồn buồn, nhưng chắc do đang tuổi dậy thì. Anh hai hạnh phúc mà, có tận 4 người em lận. Tuổi này hay mắc cỡ lắm, con trai mình cũng thế chứ không có gì đâu mọi người. Ba mẹ hiểu tâm lý con như thế là được rồi. Từ từ là bé hết thôi mọi người. Được biết Subel hiện đang học tập tại một ngôi trường quốc tế danh tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé đã được tiếp xúc với điều kiện giáo dục hiện đại, giao tiếp bằng tiếng Anh. Trên website của trường, học phí hàng năm khoảng 270 đến 767 triệu đồng. Thành tích học tập của Subel rất tốt. Bên cạnh đó, cậu bé thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường. Điều này khiến Cường Đô La vô cùng tự hào. Bên cạnh đó, Subel còn hiểu chuyện chăm sóc và dạy các em học tập tỉ mỉ. Cậu bé còn được bố Cường mua cho giấy hộp sang chảnh từ nhỏ. Nhiều người còn đùa là vì có hai gia đình nên Subel có được hạnh phúc nhân đôi so với người khác. Cường Đô La bận rộn với công việc, vẫn dành nhiều thời gian ở bên quý tử đầu lòng. Nam doanh nhân vẫn đưa đón con ở trường, rảnh rỗi lại cùng nhau chơi đùa hay đi dạo. Có thể thấy Subel nay đã trổ mã phổng phao, cao lớn xấp xỉ cả bố Cường. Kim Lý và Subel thân thiết không một khoảng cách, sao nam hương ga yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ như ruột thịt. Khoảnh khắc Subel vui vẻ gần gũi với bố dưỡng khiến khán giả cảm thấy ấm lòng thay. Có thể thấy với cuộc sống cũng như được yêu thương như thế, ai cũng trông chờ cậu bé sẽ trưởng thành một cách tốt nhất. Còn bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.